Mọi người ơi, mọi người đã thấy em chưa mọi người? Hello, Tấn Mạnh luôn nha. Chào, chào mọi người mới vô trong livestream của Tốt Tốt luôn nè. Mọi người ơi, ai thấy Tốt rồi, mình mọi người comment lên đây đi cho em thấy mọi người luôn nha. Hello, các tình yêu. Hello Việt Nguyễn, chào mọi người mới vô luôn ạ. À, mọi người ơi, còn ai thấy Tốt Tốt nữa thì mọi người comment lên nha. Ủa cái đó đâu? Cho Tốt Tốt thấy mọi người luôn nha. Alo. Alo. Ngoại ơi, con nãy con chạy đi làm gấp quá, con quên đem thuốc xuống gì vào rồi. Để chiều tối con mang về được không? Tối con mang về gì vào nha. Con quên rồi, con trễ làm quá đó. Dạ, vậy mai ngoại xuống hen. Dạ. Hello Đức nè, bốc 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 hả? Hello Tấn Mạnh, ngắm kính gì? Anh nói kính là kính gì đây hả ông nội? Mọi người ơi, ai thấy em rồi thì mọi người comment liền cho em đi, để em thấy mọi người luôn nha, để em tiện em tương tác với mọi người luôn nè. Có ai thấy Tốt Tốt chưa ta? Để em coi coi nha, mình sẽ chơi mini game và mình sẽ tặng kính nha. Em sẽ tặng kính cho các tình yêu của em luôn nha. Mọi người nhìn đi, mọi người thấy kính nào mọi người thích thì mọi người la lên nha, để em lấy kính em tặng cho mọi người. Lâm Lâm, cưng có thể giúp chị được không? Cưng lấy cái Apple với cái dây sạc của Samsung, cưng sạc giùm chị cái đó đi. Còn không, cưng đưa cái Apple đây, chị sạc bằng cái dây điện thoại đang sạc cũng được. Rút này nha. Trần trời ơi, lâu quá mới thấy Phú Trần luôn đó. Nhớ quá trời hải sẹo nha. Nhớ quá trời mà lâu quá mới vô livestream của chị Tốt chơi nè. Mọi người ơi, còn ai thấy em nữa không mọi người? Ai thấy em nữa thì mọi người comment lên đây nha. Hello, anh Tuấn luôn nè. Có kính 230k không em Tốt? Anh nghĩ sao nhỏ, anh nghĩ sao kính là bán 230k cho nội? Kính nó chắc đeo được, chắc cầm thôi là đã rớt rồi đó. Em cảm ơn chị Thùy Trang Nguyễn luôn ạ. À. À, tên tay là sao? Hello Dũng Nguyên luôn nha. Rồi mọi người ơi, đợi mọi người vào đông đủ đi, em sẽ tổ chức mini game cho mọi người chơi nha. Còn bây giờ em sẽ lựa kính em tặng cho mọi người nha. Kính nào bây giờ? Hả? Chết cha, tay phân của chị hiếu dữ. À, đây mọi người ơi, nếu như mà nữ trúng thưởng thì em sẽ tặng cho nữ cái kính màu hồng này, mọi người chịu không? Nếu như nữ trúng thưởng thì tặng cái kính Gucci này luôn nha. Đó, nữ trúng thì tặng kính Gucci này, còn nếu như mà nam trúng thưởng thì em sẽ lấy cái kính này em tặng cho nam nha. Đây, nếu như mà nam trúng thì em tặng cho người đó chiếc kính này đi ha. Kính này là kính Hugo Boss nha, để ở đây cho mọi người coi nè. Đây, đó, thì mọi người được quyền lựa chọn màu vàng hay là màu hồng luôn nha. Hôm qua chị like, ồ đúng rồi, hôm qua chị like 3k luôn đó Phú ơi. À, không có luôn cơ đơn lệnh tự ơi. Hello anh Hùng Hiệp, hello Lê Duyên luôn ạ. Em cảm ơn anh Tấn Mạnh luôn. Hello Hà Văn, hello Lê Duyên nha. Em chào mọi người luôn nè. Hả, ho chị không mang đâu. Thôi. Ờ chị sợ mặt quá. Ê cái hộp của chị đâu rồi? Hèn gì hôm nay chị định dỡ cơm thay mà quên. Thôi xíu lòng lại mua cà chua cho chị nữa. Không qua xíu lòng 10.000 nha. À, Anh Nha Xeo, Duy Yumi. Rồi, mọi người ơi, bây giờ em đã lên hai cái kính này để tặng cho mọi người. Còn bây giờ thì mình chuẩn bị chơi mini game nha. Hello, chị Thủy Coca nè. Thủy Coca hay anh Thủy Coca ta? Chị Thủy Coca đúng không? Rồi, Túc để cái kính này trên đầu nha. Bây giờ thì mọi người chơi mini game cùng với Túc luôn. Thì câu đố hôm nay Túc dành cho mọi người là ở trong nước mà không bị ướt đó là cái gì mọi người nha? Ở trong nước mà không bị ướt là cái gì? Rồi, mọi người comment liền cho em được không ạ? Mọi người comment cho em là gì nha mọi người nha. Ở trong nước mà không bị ướt là gì mọi người nha. Rồi, mọi người ơi, mọi người nhớ nha, chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai nè. Chia sẻ vào hội nhóm cho em tổng cộng là 10 hội nhóm được không ạ? Anh Tuấn này em tán anh một cái, anh sắc mặt bây giờ anh nghĩ sao anh comment chọc em dạ cho nội. Hello, em chào Huỳnh Thị Kim Dào, em chào chị Dào luôn nha. À, sao lâu rồi chị không like vậy hả? Ờ, do chị đi công tác đó Phú ơi, chị đi công tác xa nha. Hello, cái bóng hả? Ừ, ghê. Mới comment đầu tiên là đã có sáng tạo rồi. Long, ghi nhận liền Long, cái bóng nha Long. Rồi, mọi người ơi, ở trong nước mà không bị ướt là gì? Mọi người ơi, xin chào, em chào Lượng Ma Đêm. Em chào Lượng Ma Đêm luôn nha. Rồi, mọi người ơi, còn ai thấy tức nữa thì mọi người comment lên đây thiệt là nhiều đi. Để em thấy mọi người luôn nha. Hát anh sĩ.
Tôi chào anh Sĩ luôn ạ. À, là cái bóng là sai rồi chị Thủy cô ca ơi, không có đúng luôn chị yêu ơi. Rồi ở trong nước mà không bị ướt là gì mọi người nha, nhớ nha, chia sẻ. Chị Thủy cô ca nè, bà đấy nãy giờ bà có chia sẻ livestream chưa? Bà phải chia sẻ livestream nha, chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai, chia sẻ vào hội nhóm cho em tổng cộng là 10 lần liền luôn mọi người nha. Mọi người thấy cái má em nó bị đỏ đỏ hồng hồng không? Da em đi nắng á. Em bị đánh. Da em bị đánh á. Chị còn nhớ thằng em này nữa không vậy? Nhớ luôn, nhớ luôn, nhớ lắm luôn. Nhưng mà em phải vô livestream của chị Trúc chơi hàng ngày thì chị Trúc mới nhớ em nhiều được. Bong bóng là sai rồi, bong bóng là sai rồi. Lê Duyên ơi, chưa đúng luôn. Ở trong nước nhưng không bị ướt đó là gì mọi người nha? Mọi người comment thiệt là nhiều. Thì một người mình được comment vô số lần luôn. Comment càng nhiều càng tốt, càng có cơ hội trúng thưởng luôn mọi người nha. Còn nếu như mà mọi người không comment thì một xíu nữa hệ thống sẽ không có tặng quà cho mọi người đâu. Mọi người nhớ chia sẻ livestream nha. Hỏi thiệt, hỏi thiệt mà, giả hay thiệt mà sao thấy cưng quá đi. Thiệt nha cha nội, không có chơi đồ giả nha cha nội. Thôi, tất cả đều làm từ thành phần tự nhiên, đến từ thiên nhiên. Để em coi coi bao nhiêu lượt share nha. Trong hẻm nó đóng cửa mà. Mới chính được 90 độ chia sẻ mọi người ơi, rất là ít luôn. Là được gặp chị vui quá. Phúc Trần ơi chia sẻ lên chim với chị đi. Bóng trăng là sai luôn rồi chị ơi, hoa sen là sai luôn rồi. Duy Yumi nha. Long. Ê Long Long Long, Long biết cưng biết chỗ nào bán khoai lang không? Trong siêu thị có khoai lang không? Khoai lang hả? Khoai lang chín. Rồi, lá sen là sai luôn. Ở trong nước mà không bị ướt đó là gì mọi người nha. Mặt trăng là sai luôn. Lê Duyên ơi, mọi người comment thiệt là nhiều đi. Một xíu đây sẽ gửi cho mọi người có bao nhiêu từ luôn nha. Bây giờ lượt chia sẻ là 90 lượt chia sẻ rồi đúng không ạ? Lượt chia sẻ tăng lên chưa ạ? Nhớ nha, một người chơi là phải chia sẻ ít nhất là 11 lần được không ạ? Cái bóng người chị ơi. Rồi Huy Trần ơi, Huy Trần chưa có chia sẻ livestream nên chị không có tính đáp án của em được nha. Em phải chia sẻ livestream nha. Tuyên Dương ơi, anh chia sẻ livestream cho em nha. Rồi, người ở trong tàu ngầm không chứa nước sai luôn. Không đúng luôn. Trinh Phương ơi. Trời, không hiểu sao nhìn chị cưng xỉu luôn đó hả? Chị cảm ơn Bảo Vy luôn nha. Chu mỏ một hồi anh kể em bây giờ luôn á. Tao điện ngầm là sai luôn rồi. Chị thấy tiên phạm của chị luôn nha. Mọi người ơi, ở trong nước mà không bị ướt đó là gì mọi người nha? Em bán khoai lang nè. Không phải, chị đang tìm khoai lang. Chị ăn thì chị giảm cân. Trời đất ơi, cái gì mà khoai lang không nội? Khoai lang luộc. Con cá là sai luôn rồi chị Dung Nguyễn ơi, không đúng luôn. Không đi nước ngoài là ở trong nước thì không hiểu. Wow, đáp án này hơi bị dễ thương nghe, nhưng mà không đúng luôn rồi. Ngọc Hoài Nguyễn của em ơi, không có đúng chị yêu ơi. Nhưng mà đáp án của chị dễ thương cực kỳ. Quả địa cầu là sai luôn. Chị Thủy cô ca ơi, bà comment nhiều bà phải chia sẻ nhiều đó nha. Tại vì biết sao không, một lần comment là một lần chia sẻ. Chia sẻ cho em thiệt là nhiều thì mới được comment nhiều nha. Rồi, quả địa cầu là sai rồi chị ơi. Con cái cũng sai luôn. Rồi, bây giờ thì em sẽ tặng một cái kính, gọi là cái kính cao cấp nhất bên em luôn. Có giá là 900k một cây nha. Đây, để em lên cái kính này cho mọi người, 900k một cây lận. Và em sẽ tặng cái kính này cho người nào chia sẻ livestream của em nhiều nhất nha. Em mập quá, em buồn quá. Em buồn quá, mẹ má ơi, em buồn quá. Đây, em sẽ tặng cái kính nào bây giờ thôi, tặng kính này đi nha. Đây mọi người nhìn nha, Túc sẽ lên cái kính này. Đây là dòng cao cấp bên Túc luôn. Cái bóng của mình ở dưới nước là sai luôn rồi. Thủy Dạ ơi, cái bóng là sai, áo mưa là sai. Ở trong nước nhưng không bị ướt là cái gì mọi người nha? Cục đá là sai luôn. Mọi người nhìn nha, mẫu kính ngày hôm nay em tặng cho mọi người sẽ là dòng kính Boxer. Có cái vàng, có cái gọng vàng trên đây nè. Cầu kính ngang, cầu kính cong, màu vàng trồng màu đen. Viền của nó cũng là màu đen luôn. Ở đây có chữ Boxer màu vàng bên trong chán phản quang. Từ đây xuống đây có chữ Boxer cho mọi người, rất là sáng bóng luôn, thấy không ạ? Từ đây xuống đây sẽ được bọc một lớp cao su rất là êm ái cho mọi người nha. Ở đây nè, có một lớp kim loại bọc lại luôn. Rồi, cái bóng của mình ở dưới nước là sai luôn nha. Hello Đức Hòa luôn nè. Rồi, có kính nữ xịn không chị? Có luôn, Huỳnh Như ơi, có kính nữ xịn luôn nha. Rồi, tôi sẽ mang kính này lên cho mọi người. Có ai thích kính này không? Nếu như mọi người thích kính này, mọi người muốn được tặng kính này thì mọi người comment chữ thích cho em đi, được không ạ? Kính này rất là đẹp, rất là sang luôn, 700k một cái nha. Nhưng mà làm sao để nhận được cái kính này thì bây giờ em chuẩn bị bắt đầu vô được chưa ạ? Rồi, thì bây giờ em sẽ chỉ cho mọi người cách để nhận được kính nha. Đó là mọi người hãy làm theo em, là nhấp vào màn hình livestream, chia sẻ livestream vào các hội nhóm nhiều nhất cho em trong vòng 3 phút. Trong vòng 3 phút ai chia sẻ vào các hội nhóm nhiều nhất hoặc là về trang cá nhân nhiều nhất, em tặng cho người đó chiếc kính này luôn, được không ạ? Rồi, bây giờ mọi người nhìn nha, bấm vào chữ chia sẻ cho em nè, bấm vào chia sẻ hội nhóm cho em nha. Rồi, nó hiện ra rất là nhiều hội nhóm cho mọi người luôn.
Đó, nó hiện ra rất là nhiều hội nhóm. Click hết vào những cái ô màu xanh ở đây cho em nha, là để chia sẻ hội nhóm cho em được không ạ? Đó, thương em thì chia sẻ thiệt nhiều cho em nha. Ai chia sẻ trong vòng 3 phút, ai chia sẻ nhiều nhất người đó được nhận ngay chiếc kính này luôn. Em công bố trực tiếp trên livestream luôn. Nếu như không có hội nhóm thì bấm chia sẻ nha. Chọn viết bài nè, rồi chọn chữ đăng ở đây, nhớ chỉnh chế độ công khai giùm em luôn mọi người nha. Rồi, mọi người ơi, bây giờ tranh thủ nha, em sẽ bấm giờ cho mọi người trong vòng 3 phút thôi. Trong vòng 3 phút thôi mọi người nha, chuẩn bị chưa? Đây, 3 phút nha. Hello, Thanh Tuấn luôn nha, bóng may là sai rồi, chị ơi, không đúng luôn, Huyền là sai luôn. Chị yêu đi công tác mà em tưởng chị ốm thì chứ thương quá dạ, cảm ơn cưng nha. Rồi, 3 phút cho mọi người chia sẻ bắt đầu. Trong vòng 3 phút này thôi nha, mọi người tranh thủ chia sẻ vào các hội nhóm cho em nha. Lượt chia sẻ dần tăng lên, em sẽ gửi cho mọi người đáp án là cái gì, ok chưa ạ? Rồi, không khí là sai luôn, mây là sai luôn. Cái gì trong nước mà không bị ướt mọi người nha, là gì nè? Không cần giảm cân đâu, một lọc vậy thôi mà. Chị mập như con heo á, chị buồn lắm luôn. Nhiều quá bị chặn chia sẻ đó. Chia sẻ thiệt nhiều cho em đi. Nếu như mà nó báo là bị chặn chia sẻ là mọi người không chia sẻ được trong vòng có một ngày thôi, trong vòng 24 tiếng thôi nha. Chứ có gì ăn không ta? Ăn cái bánh xà bút không bị mập không? Ai biết. Đó thì có giảm cân đâu biết. Mua cà chua đi. Nó bụng. Đây mọi người nha, 2 phút 20 giây đang dần trôi qua cho mọi người nha. Ở trong tàu điện ngầm là sai rồi, chị ơi, chị chia sẻ 10 nhóm rồi. Ít quá bà nội, mà nói chia sẻ nhiều cho em đi. Mà gọi chia sẻ nhiều cho em đi. Hello, anh Nguyễn Hoa La luôn. Còn mọi người ơi, còn 2 giây thôi, còn 2 phút thôi. Kính này là kính xịn nha, mở ra mở vô được luôn, 700k một cây được không ạ? Em để trên đầu cho mọi người nhìn nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ mọi người tranh thủ comment cho em đi. Cái gì ở trong nước nè mọi người ơi, ở trong nước mà không bị ướt đó là gì mọi người nha? Để em coi lượt chia sẻ tăng lên chưa. Nếu như lượt chia sẻ trên 500 lượt chia sẻ, em sẽ gửi cho mọi người liền luôn để mọi người mau trúng kính luôn nha. Rồi mọi người ơi, vui chứ, nhiều người muốn mập vậy hơn mà không được, thôi chị mập như một con heo vậy đó. Rồi chia sẻ 20 nhóm, ok Lê Duyên luôn nha, chia sẻ thiệt nhiều cho chút luôn nha. Hiện tại bây giờ người chia sẻ livestream nhiều nhất là bạn Lê Duyên đúng không, có 20 nhóm nè. Hello Nguyễn Lợi, em chào anh Nguyễn Lợi luôn ạ. Đi tàu ngầm là sai luôn rồi. Thanh Tuấn ơi, cái gì mọi người ơi, nghe nha, câu đố nè, ở trong nước mà không bị ướt đó là gì mọi người ơi? Nói nhanh như mấy vậy hả? Em cảm ơn Thanh Đặng luôn nha, tại vì em nói nhiều em quen rồi. Quả địa cầu là sai, Đức Hòa chia sẻ cho em nhiều chưa? Rồi, tắm hả? Tắm là ướt mà chị yêu ơi, ở trong nước là bị ướt mà, trứng gà là sai rồi, Trịnh Hiếu ơi. Rồi, để em coi coi lượt chia sẻ trên 500, ô 346 rồi, còn 150 nữa thôi. 150 lượt chia sẻ rồi là em sẽ gửi đáp án cho mọi người mau trúng kính trên đầu của em luôn nha. Nếu như người chơi may mắn được trúng thưởng thì mọi người chơi được lựa chọn kính theo màu mình thích luôn. Cái kính này em đem mang là 700k dành cho người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn. Cái bóng là sai, cái ô là sai, cái bóng chị ơi sai rồi, Thanh Trúc ơi, chia sẻ livestream đi em ơi. Bản đồ là sai rồi, anh Võ Duy Thanh ơi, Võ Duy Thanh nha, chưa có chia sẻ livestream cho em kìa. Nhiều anh thích con heo này mà. Đâu đâu có anh nào thích con heo này đâu, em xạo quá. Nắp mơ hội nhóm luôn rồi, anh Tuấn nổ quá. Anh Tuấn ăn gì anh thích xạo quá. Rồi, lượt chia sẻ bây giờ để em coi coi bao nhiêu rồi nha. Thời gian còn cho mọi người chỉ có 1 phút thôi. 1 phút để mọi người chia sẻ livestream thôi. Rồi, 361 lượt chia sẻ, 362 lượt chia sẻ, rất là ít luôn mọi người nha. Tranh thủ chia sẻ cho em nha. Trong vòng 3 phút người nào chia sẻ livestream nhiều nhất em tặng cho người đó chiếc kính 700k em đang mang trên đầu, là dòng Boxer, là hàng cao cấp bên em. Giá của nó là 700k một cây dành cho người chia sẻ livestream nhiều nhất vào các hội nhóm được không ạ? À? Chúc chờ ngay lên Tấn Mạnh luôn nghe. Lá Trang rồi, gì Lá Trang là chưa đúng luôn, tàu ngầm là chưa đúng luôn. À mọi người ơi, nếu như mọi người yêu quý Túc thì Túc sẽ comment lên cái Facebook của Túc. Mọi người kết bạn với Túc luôn nghe, để Túc comment lên nè. Chứ comment là Túc nè, rồi mọi người kết bạn với em nha. Mọi người comment vô bài viết đầu tiên của em đi, em sẽ kết bạn với mọi người nha. Túc nè. Để em comment nha. Rồi em mới comment lên rồi đó. Mọi người ai thích em, ai yêu em, ai yêu mến em thì mọi người kết bạn với em nha. Rồi, đó em ghi comment lại rồi đó. Chúc chân đúng rồi đó, anh Tấn Mạnh ơi. Thủy thủ là sai rồi, không đúng luôn. Anh xạo anh là con em luôn đó, anh dễ thương quá vậy. Rồi, hello anh Trần Hải luôn ạ. Chào Lê Duyên, chào Minh Quang Vũ luôn nha. Hải Yến ơi, chưa đúng luôn, con vịt chưa đúng. Co test rồi, cái gì vậy cha nội cô Lâm nè. Ở trong nước mà không biểu là co test hả? Ồ, hơi bị ghê nha. Ghi nhận đáp án của ông nha. Mai mốt tôi chơi câu đó, ông nhớ đánh câu đó luôn nha. Tấn Mạnh ơi, anh kêu tóc cái gì đó. Nước Việt Nam làm sao mà ướt, trời ơi, dễ thương chưa kìa. Ai đây, Yến Vy ơi, sao mà chị dễ thương quá vậy, chị yêu ơi. Cảm ơn Bố Trần nha, các bạn mấy em đi. Đừng đợi các bạn mấy em đi. Hello anh Tấn Mạnh, quách xíu, út xíu quách của chị Chúc ơi. Chào em luôn, con đĩa là sai luôn. Mọi người ơi, ở trong nước mà không bị ướt là cái gì? Là gì mọi người ơi, là gì nè, để em coi coi lượt chia sẻ tăng lên chưa. Tăng lên 500 lượt chia sẻ, em sẽ gửi liền cho mọi người. Hiện tại bây giờ là 300 mấy lượt chia sẻ rồi ta.
Mọi người chia sẻ cho em mỗi người một tay nha. 385 lượt chia sẻ rồi. Lượt chia sẻ chỉ còn tăng lên 10 lượt chia sẻ thôi. Em sẽ gửi cho mọi người liền luôn, ok chưa? Gửi cho mọi người đáp án có bao nhiêu luôn nha. Đáp án có bao nhiêu chữ luôn mọi người ha. Cái kim là sai, cái lưỡi là sai. Hello, hello anh Lương luôn ạ. Túc túc, đúng rồi, cây phối. Cây phôi Phong Nguyễn ơi, tốt tốt chào anh luôn nha. Hello Nguyễn Vân, hello Mai Đặng, cái bóng của mình là sai. Rồi mọi người ơi, thời gian cho mọi người chỉ còn 20 giây để mọi người chia sẻ live stream thôi. 20 giây mọi người nha. Trong vòng 20 giây này ai chia sẻ live stream nhiều nhất là tốt tặng luôn. Xí nhận lời các bạn nha nàng nha. Ok, oxy quá cổ chị tốt luôn nha. Cái bóng là sai, con vịt là sai rồi. Cây phôi Phong Nguyễn ơi, anh có chia sẻ live stream cho em chưa? Rồi, cái bóng là sai mọi người ơi, những đáp án nào em nói sai thì mọi người đừng có comment lại cho em nha. Rồi, bây giờ em sẽ có một phần quà bất ngờ dành cho mọi người. Hết giờ rồi nè. Hết giờ rồi nha. Ok, để em nhắn tin cho hệ thống, kêu hệ thống đếm coi lượt chia sẻ của ai nhiều nhất luôn ha. Ok, em đang xin rồi đó. Rồi mọi người ơi, trong lúc đợi kết quả coi ai là người chia sẻ livestream nhiều nhất thì hôm nay tôi sẽ dành cho mọi người một ưu đãi bất ngờ. Đó là cái gì đây ta? Để em coi coi là cái nào nha. Đợi. Đây, cho mọi người coi nha. Đây là một món quà bất ngờ mà em dành cho những ai nãy giờ có chia sẻ livestream và có chơi livestream với em thôi nha. Có chơi mini game với em thôi nha. Mọi người nhìn nha, mẫu kính em đang mang là một dòng siêu phẩm bên em luôn. Nó có giá là 400.000 một cây. Nhưng ngày hôm nay em không bán kính này 400.000 mọi người nha. Kính này nó được làm bằng trồng thủy tinh hữu cơ, không phải trồng nhựa, không phải là trồng meca mọi người nha. Đây, kính Acmani, một phần quà dành cho mọi người. Có logo Acmani ở đây. Cái đường gạch này nó rất là sáng, nó rất là bóng, nó được làm bằng titan, không bong, không tróc, không sét và không gỉ. Test tiêu UV cho mọi người coi, chấm tiêu UV chuẩn 400. Cái kính màu nâu này mình đi được cả ngày, cả đêm luôn. Nam mang được, nữ mang được, form của nó rất là ngầu. Em để cho mọi người coi nha, mọi người nhìn nè. Đó, ngầu chưa? Ở đây nó có khứa rất là đẹp luôn nha. Cái kính này trên đây có logo của Acmani, thấy không? Cái dòng chữ Acmani khắc tia laser. Em có màu nâu là mình đi ngày đi đêm được luôn, còn có cả màu đen nữa mọi người nha. Rồi, mã kính này là 643. 643 là cái mã của kính. Bây giờ những ai comment cho em cái mã này nhanh nhất 643 kèm theo cái số điện thoại của mình, em sẽ sale kính này từ 400k xuống còn 99k. Hello Kha luôn nha, hello Tiên Phạm. 99k một cây mọi người nha, sale đúng 19 cây duy nhất thôi. Ai comment nhanh nhất thì mới có kính, ai comment sau là hết kính luôn. 99k một cây. Rồi chuẩn bị nha, 643 cho em liền luôn nha. 643 kèm theo số điện thoại, 99.000 một cây. Khi mua hàng sẽ được kiểm tra hàng luôn nè. Ok, Quân Ngoan Thiền của chị Tốc luôn nha. Khi mua hàng mọi người sẽ được là kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được bảo hành tới 3 tháng luôn. Hơi bị thấp luôn nha. Rồi, ai thích kính này comment liền cho em nha. 643 kèm số điện thoại, nam mang được, nữ mang được. Nè mọi người nhìn nha, cái màu của nó là như vậy, ra nắng cực kỳ đẹp luôn. Chị Trương Thảo ơi, 643 chị cho em xin số điện thoại mới chốt hàng cho chị được nha. 19 người thôi nha, 19 người thôi. 99.000 một cây, bảo hành 3 tháng. Rồi, em bắt đầu chốt nha. Tiên Phạm, cái cây này 400.000 lần đó. Chốt cho Tiên Phạm một cây luôn nè. Tiên Phạm 643 luôn nha, một cây 643 cho Tiên Phạm. Trương gì đó ơi, Trương Thảo ơi, cho em xin số điện thoại đi ạ. Hải Yến một cây 643, mua 3 cây khỏi tính tiền ship luôn, free ship cho mọi người. Hải Yến một cây, Úc Xí Quách một cây luôn nha. Úc Xí Quách một cây luôn nè. 99.000 một cây à các chị em của em ơi. Úc Xí Quách chị chốt cho em rồi nha, nước uống là sai luôn ạ. Thương Lâm 643 ok nha, Phạm 2 643 ok nè. Phạm 2 luôn nha. Trời ơi, 99.000 một cây, nam mang được, nữ mang được, cho em xin màu luôn. Các tình yêu ơi, comment cho em cái màu luôn đi ạ. Phạm 2 em chốt rồi. Ngọc Xuyến ơi, phải comment cho em mã là 643 thì em mới chốt được nha. Ok Trương Thảo, em đã thấy comment của chị Trương Thảo rồi. 643 cho chị Trương Thảo, 19 người thôi, 19 người thôi. Ngọc Xuyến ơi, cho em xin mã là 643 em mới chốt hàng được. Rồi, Lê Duyên 643 luôn. Chị có những ai comment nhanh nhất thì mới được trúng kính là lục, mới được mua kính giá sale nha. 99.000 một cây, Lê Duyên chốt rồi. Đặng Lan Nguyễn một cây luôn ạ. 99.000 bảo hành tận vô cho mọi người, lộn bảo hành tận nhà cho mọi người. Lộn giao hàng tận nhà và bảo hành 3 tháng cho mọi người nếu như mà kính có vấn đề gì nha. Nếu như mọi người kiểm tra hàng thấy kính bị trầy, bị xước, không đúng mẫu, không đúng mã như trên livestream, chất lượng của nó không đúng như ý mọi người mong đợi, họ trả lại, không cần thanh toán tiền luôn. Ok dạ. Rồi, Đặng Lan Nguyễn em chấp màu nâu cho chị Lê Duyên nè. Lấy màu gì comment cho em. Hiếu Nguyễn lấy màu gì comment cho em màu luôn đi ạ. Hiếu Nguyễn 643 luôn nha. Dạ, cửa hàng của em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 đó anh Bảo Nam ơi. Rồi em chấp cho Cường Đô La 643 Lam Sơn ơi, cho em xin 643 mới chốt được nha. Rồi Cường Đô La một cây luôn nè. Anh Lam Sơn ơi, anh comment cho em cái mã là 643 đi anh ơi. Thủy Coca em chốt cho chị một cây, 99.000 giao hàng tận nhà cho kiểm tra hàng luôn. Ngọc Xuyến ơi 643 ok Ngọc Xuyến luôn nha. Ngọc Xuyến 643 19 cây thôi mọi người ơi, không có số lượng này, không có nhiều. Lam Sơn cho em xin mã là 643 đi anh ơi. Ok Trương Thảo đã thấy số điện thoại của chị rồi nha, chị yêu nha. Chốt cho Yến Vy một cây 643 nè, 99.000 một cây mọi người nha. Khi mua hàng
mọi người nhớ thanh toán tiền ship giùm em. Ship ngoại thành là 30k, nội thành là 20k. Dạ, Nguyễn Đức ơi, Nguyễn Thành Hải ơi, anh cho em xin số điện thoại đi ạ. À. Nguyễn Đức ơi, anh cho là kính này là kính nam nè, anh ơi, kính nam mà nữ cũng mang được luôn, về dòng unisex anh nha. Nguyễn Thành Hải có lấy kính thì comment cho em luôn nha. Ha ha, lần này Út được miễn ship. Sao vậy? Sao vậy Út Xí Quách ơi? Sao mà lần này Út được miễn ship vậy? Hỡi cô ca chấp cho chị rồi, Cường Đô Lan chấp rồi, Lan Sơn ok 643 cho anh Lan Sơn luôn ạ. À. Rồi, con nghe con, nghe con dễ thương vậy cha nội cái tên nhưng mà dễ thương quá vậy, nghe con nghe con ơi. Rồi, chốt cho anh nghe con một cái luôn nha. Nghe con đúng không? Lấy màu nào nha. Ok Tương Lâm ạ, à. Nghe con chốt rồi nha. Rồi, ai lấy màu nào thì mọi người comment cho em. Tiên Phạm lấy màu nâu nhé. Ok, màu nâu đẹp lắm. Đô La lấy màu nào comment cho em. Ok, chị Trương Thảo em chốt cho chị thêm một cái nữa nha. Cái màn hình livestream nó bị dắt. Em bị dắt hay sao? Em nói chuyện mà cái miệng em chậm rì kìa. Chị Trương Thảo một cây luôn nè. Xác ông là sai luôn. Rồi, em chốt cho Đức Nhân Bùi. Đức Nhân Bùi ơi, em chốt cho anh luôn nha. Ngọc Xúy ơi, màu nâu ok chị yêu nè. Rồi, ai có số điện thoại là em chốt hàng. Còn ai không có số điện thoại là không chốt hàng luôn. Anh không có tiền mua kính, anh chị sẽ có tặng kính thôi. Anh chia sẻ có tặng kính không? Dạ có luôn, anh chia sẻ thiệt là nhiều sẽ được tặng kính luôn. Hai cái được không chị? Được luôn. Trương Thảo ơi, mua hai cái được. Mua ba cái là em không cần tốn tiền ship 30.000 luôn. Ngoại thành là 30.000, nội thành là 20.000. Mua ba cái không tính tiền ship mọi người nha. Đeo màu đen thử. Dạ, để em đeo cho chị Kim Dầu coi nha. Màu đen em mang cho chị coi đó, màu đen kìa, rất là đẹp, rất là sáng da luôn, nữ mang được, nữ nam mang được luôn. Hello chí tình u và u à. Chắc cho Quang Trung Trường, Quang Trung Trường một cây 643 cái màu trà cho anh luôn nha. Mã kính này em sắp hết rồi mọi người nha. Hello Tấn Mạnh luôn nè, nói chậm thôi lạnh nồi. Rồi màu đen cho Phạm Hai. Ủa Phạm Hai ơi, em chốt cho anh hay cho chị chưa ta? Phạm Hai ơi, Phạm Hai comment cho em là 643 kèm theo số điện thoại một lần nữa nha. Ở trong tranh là xa luôn rồi, nút cái lưỡi rồi kìa hả. Em cảm ơn anh Chí Tình nha. Hai cái được nha Trịnh Thảo ơi. Chị màu đen ok chị yêu luôn nè. Kính nam đi em, ok Chiến Trần em lên kính này là kính nam nè, em sẽ lên kính nam khác cho anh coi nữa nha. Dạ anh Đình Trần Hải ơi, Đình Trần Hải ơi, anh nghe kịp không ạ? Lần trước anh chị giao kính bị trời cho nên chị kêu em đặt lần nữa là được miễn phí á chị. Ok Út Xí Quách luôn nha, em cứ inbox cho fanpage và nói trường hợp của em nha. Rồi chấp cho Nguyễn Anh Duy một cây 643 màu này, màu nâu cho anh Duy luôn nha. Rồi Tiên Phạm ơi, Tiên Phạm nước cờ là sai rồi, màu đen em ok. Cường Đô La em có lạnh không? Dạ không lạnh đâu. Một kính bao nhiêu? Dạ một kính 99.000 chị ơi, 400k sale còn 99.000 một cây. Màu đen nha em, anh thích ok Cường Đô La luôn. Chấp cho chị Kim Nguyễn một cây 643 nha. Ok Bé Thảo, Bé Thảo lấy thêm một cây đi, Bé Thảo được free ship luôn đó. Đi uống trà sữa đi chị ơi hả? Dễ thương quá vậy, chị cảm ơn em. Lên kính nam đi em ơi, ok nha. Đúng rồi, hai cái đều 99k một cái hết em ơi, chị đang sale đó. Cho nên mọi người tranh thủ lấy luôn nha. Ai mà cưới con bé này về nó chửi, nó chửi cha tôi sống còn không nổi luôn. Trời ơi, nghĩ sao mà em đâu có hổn tới nỗi mà em chửi cha đâu, trời ơi. Rồi, bán bưởi không? Dạ không có bán bưởi luôn. Rồi, kính này em sắp hết rồi, em còn vài cây thôi. Ai lấy thì mọi người comment cho em là 643 kèm theo số điện thoại nha. Em lên một cái kính nam cho mọi người coi luôn nha. Mới bệnh vậy đó trời, nói từ từ thôi, trời ơi chị thương quá à. Chị thương Út của chị quá à. Rồi mọi người nhìn nha, em cho mọi người coi cái cây kính này nè, là dành cho nam mà nữ cũng mang được luôn. Rất là ngầu mọi người thấy không à, ngầu lắm luôn nha. Trong của nó là trồng phom giặt nước. Trong cái phom giặt nước này rất là dễ mang luôn, thì không có kén cái gương mặt. Phom này là phom dừa, không quá to cũng không phải là nhỏ xíu cho mọi người luôn. Trồng này được làm bằng trồng thủy tinh hữu cơ. Em sẽ test tiêu về cho mọi người coi, mã là L35 nha. Giá là 400 sale còn 149.000 một cây, 7 người duy nhất thôi. Kính này em còn tầm 7 tấn cây thôi, 7 người comment nhanh nhất nha. Chấm tiêu về chuẩn 400, L35 149.000. Kính này bảo hành 3 tháng, cái kính nào bên em cũng có bảo hành cho mọi người 3 tháng. Có chữ La Code trên đây rất là đẹp mọi người nhìn nha. Có chữ La Code trên đây. Thì cái viền này nè, chứ cái viền này nó được làm bằng titan, nó luôn luôn giữ cái màu xám như vậy, không bong, không tróc, không xét và không gỉ. Còn trong này khi mọi người mà đi mưa hay là đi khẩu trang nó có hơi nước hơi gì bám vô đây, nó tan trong vòng từ 1 tới 3 giây cực kỳ nhanh luôn nha. Đó, chống hơi nước cho mọi người luôn. Ở đây có logo La Code, anh 10k anh chọc em ngoài Văn Vinh ơi. Mã gì em? Mã là L35 anh ơi. Hoàng Tân đi ơi, L35 kèm số điện thoại cho em nha. 149.000 một cây, có hộp đầy đủ cho mọi người, có khăn được kiểm tra hàng, được giao hàng tận nơi 3 ngày, có hàng phí ship 30k cho mọi người luôn. Rồi, tí liền vậy trời hả? Anh thấy cưng em, anh mua kính ủng hộ em liên quan rồi, em nói thấy bà luôn mà không mua kính cho em gì hết trơn rồi. Hello anh Thái Bá Tình. Rồi, mọi người comment cho em liền luôn nha. Em cảm ơn Thắng Võ luôn nè. L35 kèm theo số điện thoại, 7-8 cây duy nhất thôi, kính này em không có nhiều đâu. Rồi, L35 kèm theo số điện thoại, bắt đầu chốt hàng cho mọi người luôn nha. L35 kèm theo số điện thoại liền ha. L35 mọi người nha. Rồi, L35 cho Nguyễn Anh Duy một cây, L35 cho anh luôn nè.
149.000 một cây, ship tận hàng, ship tận nhà cho mọi người. Em chấp cho Hoàng Tony một cây luôn anh ơi. Ok anh nha, L35 nè. Màu này em đang mang là màu khói nha mọi người nha. L35 cho Nguyễn Phương. Nguyễn á, anh Nguyễn Hữu Hùng á, anh phải cho em xin số điện thoại mới được nha. Em ba cái luôn nha chị. Ba cái gì Thảo ơi? Em lấy ba cái mà 643 là màu gì, em cho chị xin màu luôn đi. Hay là em lấy cái này luôn đi, L35 đẹp lắm luôn đó. Xem kính dưới ha, cha quỷ này chọc em ngoài ha. Không có mang kính lúp cho nội. Nguyễn Phương, em chốt cho chị Nguyễn Phương L35 rồi. Mã kính này còn 5 cây duy nhất thôi. Nguyễn Hữu Hùng có lấy gì cho em xin số điện thoại luôn nha. Rồi em bán cho Quang Vinh một cây L35 cho anh luôn nha. 149.000 một cây, ship tận nhà cho mọi người. Kiểm tra hàng luôn, kiểm tra hàng ưng ý rồi mới trả tiền, còn không ưng ý thì thôi trả lại shipper cho em chấm tiêu về chuẩn 400. Kính này mình đi cả ngày cả đêm được luôn, nó rất là trong, mọi người thấy chưa? Cái con cá sấu này nè, nó được đính rất là chắc chắn ở trên đây, còn khắc cái chữ là Lacoste cho mọi người bằng tia laser nữa nha. Rồi chiến trận luôn, mặt anh hơi to. Có vừa không em? Vừa lắm luôn. Vừa lắm luôn. Chắc cho chiến trần một cây L35. Mã kính này em còn vài cây, ai lấy mọi người tranh thủ comment L35 kèm theo số điện thoại chốt cho Nguyễn Hữu Hùng L35. Nguyễn Phương ơi, em chốt cho anh rồi nha. L35 chốt cho Nguyễn Hữu Hùng luôn ạ. Nguyễn Phương ơi, chốt cho anh L35 rồi anh nha. Nguyễn Minh hơi anh chọc em ngoài hả? À, anh Tuấn ơi, em hết cây, em có cây 99.000 là mấy chục thôi đó. Nguyễn Anh Duy trước sau hai, trước sau hai cây 643 và L35. Ok Nguyễn Anh Duy luôn nha. Lớn rồi, ngoan đi em, mà hãy lên Cường. Nguyễn Hữu Hùng ơi, em chốt cho anh rồi luôn nha. Rồi mọi người ơi, L35 ai lấy thì mọi người tranh thủ comment cho em nha. Em sell vài cây nữa thôi, không có mấy bữa đâu Hiếu nha. Hiếu chụp chị Hoài nha. Rồi L35 màu khói, em qua tiếp mẫu cho mọi người coi luôn nha. Hôm nay bên em là sell sập sàn luôn á. Khi nào mọi người thích cái kính cao cấp thì mọi người comment cho em nha. Chốt cho chị Nguyễn Thị Kim vào L35. Ok chị yêu, ok chị yêu, L35 cho chị Nguyễn Thị Kim vào nè. 149.000 một cây. Rồi mọi người chuẩn bị nhìn em nha, chuẩn bị nhìn em nha. Em lên cái cây này đẹp lắm luôn nè. Rồi L35 hết rồi, mọi người đừng comment L35 nữa nha. Hết rồi. Ngọc Xuyến ơi em, à chị ơi, chị ơi, chị comment số điện thoại cho em đi. Tại cái cây đó em sắp hết rồi, em không biết còn hàng để chốt cho mọi người không nữa. Trời ơi cái cây này đẹp lắm. Bà Ngọc Xuyến chuyển qua màu này, chuyển qua màu này liền cho em. Màu này đẹp lắm luôn nè. Màu này mã là 2021 nha. Màu tím khó như vời, nam mang cũng sang mà nữ mang thì tuyệt vời. Kính này nữ mang đẹp lắm luôn. Ở trên này nè. Ok ok, 643 hai cái, L35 một cái cho Trương Thảo, free ship Thảo nha. Rồi trên đây mọi người nhìn thấy không, nó khứa khứa rất là sáng bóng, rất là đẹp. Bên hông của nó cũng có khứa như vậy luôn nha. 99k tính cả ship thì cũng 130 rồi. Mệt quá anh chọc em vậy thôi, ngồi trong live stream chơi với em thôi cũng được nha. Rồi mọi người nhìn nha, cái càng kính của nó rất là sáng bóng. Kính này hiệu là Hugo Boss, có chữ Boss trên đây. Cái tem Hugo Boss về mà tháo ra cho em chưa có bồ, em còn chưa có chồng nữa đó ông nội. Em mang lên cho mọi người coi nha. Chống tiêu về chuẩn 400 màu tím nha. 2021 149k màu tím nha mọi người nha. Rồi em còn có 2021 màu đen nữa. Trời ơi, nam mang màu đen vô, em mang màu đen cho mọi người coi nha. Nữ mang màu tím, nam mang màu đen. Hết sảy con bà bảy chưa? Trời đất ơi, ngầu 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 ghê ghê, ngầu ghê chưa, ngầu ghê chưa. Rồi kính này còn có màu trà nữa. Thì cái mã 2021 này có tới 3 màu luôn. Nếu như mọi người thích đi đêm thì mình mang màu trà với lại màu tím là mình đi đêm được. Còn nếu như mình mang màu đen là mình không đi đêm được, mình chỉ đi ngày thôi nha. Đó, kính này bên em kính nào cũng chống tiêu về chuẩn 400 hết trơn, có 3 màu. 2021 kèm theo số điện thoại, mỗi màu em có vài cây thôi, chống tiêu về chuẩn 400 mọi người thấy chưa ạ? Nam mang màu đen cực kỳ ngầu, nữ mang màu vàng với màu tím là hơi bị sang luôn nha. 2021 kèm theo số điện thoại. Rồi, em bắt đầu chấp hàng cho mọi người nha. Không có bán kính ở dưới. Trời ơi, vì anh nghèo chọc em ngoài à. Kính không bì thì chị ok, Nguyễn Hương chúc lên kính không bì dành cho nữ luôn nha. Rồi, mọi người ơi, 2021 nhớ kèm màu cho em luôn nha. Kèm màu kèm số điện thoại. 149.000 một cây, giao hàng tận nơi cho mọi người luôn. Em chốt cho chị Lan Nguyễn Thụy một cây luôn ạ. Ok Lan Nguyễn Thụy 2021 luôn nha. Em chốt cho Đoàn Phá Đoàn một cây luôn. Ok Đoàn Phá Đoàn, Đoàn Phá Đoàn ha. Đoàn Phá Đoàn à, một cây luôn nha. Hello Thanh Tâm của chị Tốt luôn nè. 643 một cái nha. Ok Nguyễn Phương em chốt chị 643 một cái nha. Là Nguyễn Phương ơi, em chốt thẻ giờ cho chị rồi đúng không? Ngọc Xuyến ơi, cho em xin số điện thoại đi mới chốt được nha. Vợ tôi đó cho nội. Nguyễn Sử Hà chọc em hoài. Ngọc Xuyến ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha. Em chốt cho cửa sắt hoàng kim một cây luôn ạ. 149.000 anh nha. Rồi ok, em chốt cái cây màu đen cho cửa sắt hoàng kim luôn nha. Em sắp đi Vũng Tàu nữa rồi đó hả? Sao mà đi Vũng Tàu biết vậy? Nguyễn Sử Hà sướng ghê. Rồi em chốt cho Hoài Bảo một cây luôn. Ok anh Hoài Bảo luôn nha. Hoài Bảo một cây luôn nè. Thanh Tùng Lâm một cây. Ok nha, Thanh Tùng Lâm một cây luôn. 149.000 anh ơi, ship tận nhà cho anh luôn nha. Rồi L35 màu khói đi đêm được không tốt dạng? L35 màu khói đi đêm được luôn chị ơi. Còn kính này nè, chưa có kính. Hô hô Thanh Tâm ơi, sao đó em cứ inbox trực tiếp cho fanpage giùm chị luôn nha. Cho nọ tối nay chọc em hoài à. L3 á lộn, kính này là 2021 kèm theo số điện thoại cho em nha. Ngọc Xuyến ơi, cho em xin số điện thoại đi ạ. Em chốt cho chị Trần Thủy một cây này luôn. L
À lộn, à, 2021 cho chị Trần Thủy luôn nha. Em chốt cho chị Bích Hoang, Bích Hoang, Bích Hoàng một cây luôn nha. Bích Hoang một cây, Hoàng Bích một cây luôn nha. L, kính này là kính 2021 mọi người nha. Phương Lê màu vàng 2021. Chị Phương Lê ơi, cho em xin số điện thoại đi ạ. Cảm ơn anh Tạ Thắng của em nhiều nha. Cho em xin số điện thoại nè, Ngọc Xuyến nè, Phương Lê nè. Hai bạn, à lộn, hai chị không có số điện thoại làm sao mà chốt chốt hàng cho mọi người được. Cho em xin số điện thoại luôn nha. Em chốt cho anh Hữu Chiến một cây luôn, 2021 màu đen cho Hữu Chiến luôn nha. 149.000 một cây luôn nè. Chị mặc trang phục dân tộc Mông hả? Chị đẹp khi mặc dân dân chị trang phục dân tộc Mông. Ủa cưng thấy chưa, cưng có thấy chưa, hôm bữa chị lên Đà Lạt á, chị lên đỉnh Lang Biang á, chị có mặc đồ dân tộc á. Dễ thương lắm luôn. Rồi bây giờ em qua mẫu nha. Chúc mừng Nguyễn Thanh Tuấn Nguyễn Sứ à, em không phải là giận ông đâu, ông xạo á. Có tặng free không? Dạ anh ơi, em đang bán kính sale từ 400 sale còn 149.000 nha. Rồi chúc đúc lên một cái kính thông viền dành cho nữ cho các chị em của chúc luôn nha. Rồi mọi người chuẩn bị nha, kính này là kính nữ dành cho nữ nè. Wow wow wow, đẹp quá trời đất luôn. Rồi em lên cái kính này mà em chỉ có vài cây thôi, kính này em không có nhiều nha. Mẫu kính này nè, dễ thương hết sức luôn á hả. Kính này có bông hoa, có thiết kế họa tiết như thế này, rất là sang chảnh cho các chị nữ nhà mình. Kính khung viền, trời ơi nó sang dã man chưa. Ở trên đây cái cầu kính là nó ịnh lên hai cái chồng kính luôn nha. Dùng cái từ ịnh xin nó kém sang những gì trời, nó đặt lên hai cái chồng kính luôn nha. Kính này khung viền, form của nó là form hình chữ nhật. Em mang cho mọi người coi, nó cong như vậy cho nên nó sẽ ôm sát mặt của mình luôn. Đi ngoài đường là bất chấp gió, bất chấp bụi, bất chấp nắng luôn. Nếu như mọi người dùng kính này mà đi ban ngày chống chiếu chống chói chống lóa nắng mặt trời, nếu như dùng đi ban đêm chống chiếu chống chói chống lóa đèn xe cho mọi người luôn đó. Em có hai cây nha, 6865 màu trà, 6865 màu khói, chống tiêu UV thì cực chuẩn, 400 không sai một ly. À 400 nha. Rồi 400k sale còn 108 mã của kính này là 6865, 400k sale còn 108 luôn nha. Em cảm ơn anh Hồng Sơn. 400k sale còn 108 cho mã này mọi người nha. Các chị nữ ơi, mình mang kính này mình đi cả được ngày cả được đêm luôn. Trong này là bằng trong thủy tinh hữu cơ nha. Em quay cái chồng cho các chị coi nè, thấy chưa? Đó, nó rất là đẹp luôn nha. Ở đây nè, nó có khắc như vậy nè, nó có thiết kế là ở trong cái này, ở mặt kính ở đây trong nè. Rồi ở dưới đây là có màu, màu này là màu ombre, từ đậm sang nhạt, rất là sang luôn. 6885 kèm theo số điện thoại, các chị mang kính này ra đường là không sợ gió, không sợ bụi vì nó ôm sát mặt của các chị luôn nha. Rồi, mã kính này mọi người tranh thủ comment liền cho em là 6885 kèm theo số điện thoại luôn ạ. Em chốt cho chị Nguyễn Hoa một cây 6885 luôn nha. Ok Nguyễn Hoa luôn ạ. Nguyễn Hoa. Rồi em chốt cho Khắc Phục luôn ạ. Chốt cho Khắc Phục. Cái tên là Khắc Phục một cây luôn nha. Mã kính là 6885 kèm theo số điện thoại. Bán ngủ không là bán gì? Bán ngủ không là bán gì cha nội? Rồi em chấp cho Hoàng Sơn một cây luôn ạ. Hoàng Sơn nha, em cảm ơn Hoàng Sơn nè. Mã kính này 108 một cây. Ủa sao nam vô không vậy? Trời đất ơi, nam vô cho nữ hả? Em chấp cho chị Lan Nguyễn một cây. Ok chị Lan Nguyễn của em luôn nha, 108 một cây cho bà Lan Nguyễn luôn nè. Bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn. Rồi 6885 kèm số điện thoại liền cho em. Bây giờ em sẽ lên một dòng kính cao cấp. Ủa hồi nãy ai hỏi em kính không viền nè, em lên kính không viền rồi nè. Sao mà mọi người không comment? Mọi người comment có 3-4 cây dài, ít dài. Rồi để uống nước trái xong rồi em sẽ lên kính tiếp cho mọi người coi nha. Thay nước quá. 6885 cho anh Chua Sơn Trang. Ok anh Chua Sơn Trang nha. Có ai muốn uống nước chung với em không? Em chốt cho anh Chua Sơn Trang một cây này luôn. Chua Sơn Trang nè, ta 6885 nè, 108 một cây, phí ship ngoại thành là 30k, nội thành là 20k mọi người nha. Em mệt với mọi người ơi. Nói nghe nè, em sẽ lên cái dòng kính cao cấp. Mọi người thích dòng kính cao cấp không? Hay là thích cái dòng kính giá tầm trung? À, em lên cái kính mà bán không viền cho mọi người nha. Có nghĩa là ở nửa trên có viền và nửa dưới là không viền. Đây, rất là đẹp. Có hai màu cho mọi người lựa chọn. Đây, 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 đây. Đó, kính này là màu xanh nha. Ở dưới nè, nó không có viền đâu. Cái viền này nó từ đây nè, nó lên qua đây thôi. Cái viền của nó nằm ở trên nha. Kính này gọi là kính bán không viền được không ạ? Kính này thì nó không có viền ở dưới cho nên nó không có thô. Nam mang cũng được, nữ mang cũng được. 100 nhiêu? Xe nhiêu? 400k xe còn 149.000. 149.000 một cây nha. Kính này thương hiệu là Lacoste. Kính này rất là đẹp, mình có thể là đi đêm được luôn. Vì nó màu xanh, nó rất là sáng nha. Xanh này xanh đậm mọi người nha. Chống tiêu UV tùy chuẩn 400 khỏi phải bàn. Cái giọng vàng này là mọi người yên tâm, đi bao lâu cũng không hề bị gỉ, không hề bị xét luôn nha. Hello anh Đỗ Hân luôn ạ. Mọi người nhìn nha, cái càng kính của nó rất là đẹp luôn, thấy chưa ạ? Ở đây có con cá sấu Lacoste,
Bên hông nè, cái con ve kính ngay chỗ này nè, nó cũng có hình con cá sấu la cốt cho mọi người, 149.000 một cây luôn nha. Rồi, ai lấy mã kính này mọi người comment liền cho em nè. Mã của nó là 8301, 8301, 149.000 một cây, nam mang đẹp, nữ mang đẹp. Dạ, 149.000 một cây của Lan ơi, của Lan ơi, 149.000 một cây nha. Rồi, ai lấy mã này comment liền cho em, không phải là trồng nhựa, không phải là trồng meca mà nó được làm bằng trồng thủy tinh hữu cơ luôn. Kính đang cầm là có bao nhiêu? Dạ, kính đang cầm này 149.000 một cây, giao hàng tận nơi cho anh kiểm tra hàng luôn. Anh cảm thấy là kính đẹp, anh ưng ý rồi thì anh mới lấy hàng, còn không thì tôi thì trả lại hàng cho shop em nha. Rồi, 149.000 một cây cho kiểm tra hàng đầy đủ rồi mới thanh toán tiền. Ai lấy mọi người comment liền cho em, anh chốt 8301. Anh Sơn Biên Cương ơi, cho em xin số điện thoại của anh luôn, em mới chốt được nha. Em chốt cho anh Nguyễn Trình một cây luôn à. Ok Nguyễn Trình luôn nha. Em chốt cho Nguyễn Trình một cây này luôn nè. 8301 cho Ngọc Sơn Trần 8301. Ok ạ. À. Ngọc Sơn Trần ơi, giá của nó là 149.000 anh nha. Em chốt cho chị Diệp Vũ Liên, ok chị Liên luôn nha. Diệp Vũ Liên nè, 149.000 một cây nè. Em chốt cho Mai Trần một cây, ok chị Mai Trần luôn nha. Em chốt cho là chị An Nhiên một cây luôn. Phí ship không? Dạ có phí ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k. An Nhiên em chốt cho chị một cây luôn nha. 8301 kèm theo số điện thoại rồi ok nha. Rồi em cảm ơn Vũ Hồng luôn ạ. Sơn Biên Cương ơi, cho em xin số điện thoại thì em mới chốt hàng cho anh được nha. Không có số điện thoại là không có chốt hàng cho mọi người được đâu, phải có số điện thoại nha. À, xe cái kính này để cho mọi người xe kính chuẩn bị tiếp nha. Rồi, anh của Lanh gì đó ơi, anh cho tốt xin số điện thoại nha anh nha, tại có số điện thoại thì em mới chốt hàng cho anh được nè. Rồi, anh Sơn Biên Cương, anh của Lanh gì luôn, anh comment cho em số điện thoại rồi. Ok Sơn Biên Cương, em đã thấy số điện thoại của anh nha. Cái là Sơn Biên Cương một cây 8301 luôn. Sơn Biên Cương một cây 8301, chốt cho Diệp Minh Nhật một cây 8301. Ok Diệp Minh Nhật của em ạ. À. Diệp Minh Nhật luôn nha. Chốt cho chị Tuyết Nga một cây này luôn nè, 8301. Trời ơi, 8301 hơi bị hot mọi người ơi. Tối bữa giờ hả? Trời ơi, bữa giờ nhớ tốt quá trời luôn á, đắt quá luôn hả? Quá đất nhớ quá trời, quá đất luôn. Em cảm ơn Ngọc Thạch nhiều nha. Rồi, anh Lanh ơi, anh cho em xin anh của ơi, cho em xin là số điện thoại nha, để em chốt hàng cho anh luôn nha. Rồi, Vương Khoa ơi, một là cây nào em? Dạ, 8301 là cây em đang mang nè mọi người, nãy giờ mua cả chục cây luôn rồi đó. Hơi bị đẹp anh ơi, cái gọng của nó đẹp lắm mà cái càng kính của nó là không bao giờ bị tróc nha. Nó rất là đẹp, rất là sang. Ở dưới là không có viền, ở trên là có viền cho nên nữ mình mang kính này được. Nãy giờ các chị nữ mang cũng nhiều lắm luôn. Rồi, ok nha. Rồi, mẫu kính này ai lấy mọi người comment liền cho em luôn. 38301. 8301 chốt cho anh của Lanh có số điện thoại ok nha. Rồi, của Lanh này có số điện thoại rồi. 8301 149.000 một cây. À xem hình chế nữa. Dễ thương quá chị ơi, chị rất cảm ơn em nha. Giá xem dạ Vương Khoa ơi, 149.000 một cây, chống tiêu về là chuẩn 400 cho anh luôn. Trồng này nó bằng trồng thủy tinh anh nha, trồng thủy tinh hữu cơ cho anh luôn. Kính này mình đi cả được ngày cả được đêm. Rồi, cái viền của nó từ đây xuống đây là không có viền, còn từ đây lên đây là có viền anh nha. Rất là đẹp, kính bán không viền, gọng của nó sáng bóng cực kỳ. Comment cho em là 8301 kèm số điện thoại chốt cho nợ mẹ một nàng dâu luôn ạ. Nợ mẹ một nàng dâu luôn nha. Giá của nó là 149.000 nha, nợ mẹ một nàng dâu ơi. Vương Khoa ơi, anh có lấy cho anh comment cho tốt nha. Chốt cho chị Kiều Diễm một cây. Ok chị Kiều Diễm luôn nha. Em chốt cho chị Phương Anh một cây 8301. Ok chị Phương Anh luôn nha. Phương Anh 8301. Chốt cho Thanh Tâm một cây 8301. Trời đất ơi, hơi bị đắt hàng luôn. Thanh Tâm nha, em chốt cho Thanh Tâm nè một cây 8301. Em chốt cho Kim Phượng một cây 8301. Mã này sắp hết rồi mọi người nha, còn vài cây thôi. Kim Phượng 8301 ok nha. Nợ mẹ một nàng dâu chốt cho anh rồi nha. Rồi, ai lấy mã 8301 này nữa thì tranh thủ comment liền cho em luôn nha. Số lượng có hạn mọi người nha. Vương Khoa ơi, anh lấy thì anh comment cho tốt nha, đẹp lắm. Bên trong của nó nè, còn có con cá sấu như vậy nữa. Khi mà anh mua hàng, anh sẽ được kiểm tra hàng ok hết thì anh mới trả tiền. Khi nào anh thấy là đẹp quá, thích quá thì mới trả tiền. À, em lên cho mọi người cái cây này nha. Em khui cái này ra cho mọi người. Wow. Để em xíu nha. Ok, em chốt cho anh Phương Khoa một cây. Ok anh Phương Khoa nha. Khi anh Phương Khoa luôn nha. Rồi, em chốt cho Phương Khoa một cây rồi nha. Rồi, bây giờ em lên cho mọi người coi cái cây này. Và cây này em chỉ có duy nhất hai cây thôi. Cây kính này không có nhiều và nó là hàng cao cấp. Bên em có hộp đồ đầy đủ cho mọi người luôn. Kính này, kính mất chơi nha, 700k. 700k một cây, đây là hàng cao cấp. Bên em có hộp đồ đầy đủ cho mọi người luôn. Đây mọi người nhìn nha, mã của nó là 61292, hai cây duy nhất thôi là hàng cao cấp bên em. Trồng này nó được làm bằng trồng Boleroy, chống trời, chống xước, chống rơi vỡ cho mọi người. Rơi vỡ cũng không bể luôn nha. Kính này xài kính nước chán rồi thì thôi thôi. Đây màu vàng được làm bằng titan, không bong, không tróc, không xét và không gỉ. Mã kính này 700k sale còn 350.
Trời đất ơi, sang chảnh chưa? Ở trên đây là màu vàng nha, ở đằng trước là màu đen, ở trên đây là màu vàng, hai cục này màu vàng. Rồi, mã kính này là kính cao cấp bên em dành cho cả nam cả nữ, nhưng mà nữ mang cái này thì lên thì nhìn nó hơi là ngầu, không ăn được đâu. Năm nay nam mang thì nó sẽ là ngầu cá tính nha, chấm tiêu về chuẩn 400. Mã kính này em còn hai cây duy nhất luôn, bóng hình là sai rồi da tuệ ơi. Rồi, ai lấy cái này comment liền cho em 6129, hai cây duy nhất thôi. Còn với giá là 350 nha. Có hộp đầy đủ cho mọi người, khăn, thẻ bảo hành đầy đủ cho mọi người luôn. 350 một cây là hàng cao cấp bên em, siêu sang chảnh, siêu đẹp luôn mọi người nha. Đó, đẹp lắm luôn. Đây là dòng cao cấp, ai lấy mọi người comment liền cho em. Rồi, bây giờ em lên cho mọi người coi cái cây này chỉ còn mấy cây. Cũng còn hai cây duy nhất, hai cây duy nhất thôi nha. Rồi, mọi người nhìn nha, mã kính này để mình nha bạn. Vương Nguyễn ơi, Hiếu Trung Cao ơi, anh Vương Nguyễn ơi, Vương Nguyễn có lấy thì Vương Nguyễn comment cho em nha, là 6129 tại em có hai cây thôi. Rồi, Hiếu Trung Cao ơi, cho em xin số điện thoại để em chốt cho anh cái mã luôn nha, hai cây duy nhất thôi à. Rồi, ok, nợ mẹ một nàng dâu luôn nha. Rồi, mã kính này mọi người ơi, ok, em chốt cho Hiếu Trung Cao một cây luôn nè. Rồi, mọi người nhìn nha, mã kính 6129 em hết rồi mọi người nha. Mẫu kính này em lên cho mọi người coi, mã kính này em sắp hết luôn rồi nè. Có màu trà không? Không có luôn anh ơi, không có màu trà luôn nha. À, kính em chỉ còn vài cây thôi, đây là hàng cao cấp bên em nha. Rồi, Vương Nguyễn ơi, không có số điện thoại là em không chốt được đâu. Có kính nào mà thay chồng cận được không em? Dạ không có luôn anh ơi, không có kính thay chồng cận. Rồi, Vương Nguyễn cho em xin số điện thoại nhanh nhanh lên nha. Kính này mọi người nhìn nè, bên trong của nó được tráng như vậy. Minh Vân Nguyễn ơi, chị lấy cái kính nào vậy chị yêu ơi, cho em xin cái mã luôn đi ạ. Cái kính này em đang mang cho mọi người trên đây nè, nó sọc sọc sọc, rất là dễ thương nha. Cái này không phải là một cái thanh đâu mà nó là sọc 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 xuống. Rồi, bên trong tráng phản quang màu xanh như vậy, trên càng kính rất là đẹp, có chữ Botcher, hai sọc bạc ở đây nha. Mã của kính này rất là đẹp, em coi coi mã kính gì nha. Mã kính này còn hai cây à, 1706. Vương Nguyễn ơi, Vương Nguyễn lấy cái gì vậy, comment cho em cái gì tùm lum để em không biết số điện thoại hay gì luôn á. 1706 nha. Rồi, à, Minh Vân Nguyễn ơi, cho em xin Vương Nguyễn, hồi nãy Vương Nguyễn ơi, Vương Nguyễn cho em xin số điện thoại lại nha. Vương Nguyễn comment số điện thoại em không hiểu nè. Minh Vân Nguyễn ơi, ok, 1706 cho chị Minh Vân Nguyễn. Rồi, cái cây 1706 này em còn một cây thôi nha. Hello Nghĩa Văn Lê, chị chúc cho em luôn. Chị Minh Vân Nguyễn lấy một cây rồi, còn ai lấy cây này nữa thì comment cho em nha. Minh Vân Nguyễn một cây, em chốt cho Minh Vân Nguyễn một cây nè. Làm coi còn không? Cái mã này đẹp lắm luôn á. À, ok, bỏ 8301 cho nợ mẹ một lần nhau, ok luôn nha. Rồi, mọi người lấy cái mã này thì mọi người comment cho em nha. Mã kính này là 1706, siêu sang chảnh, siêu đẹp, 350 một cây, để em coi còn mấy cây nha. 1, 2 cây à, 2 cây à. Không giống. Cái này nó còn mẫu cao cấp mà mẫu lẻ lẻ không à mọi người ơi, còn mẫu lẻ lẻ không à. Còn có cỡ hai cây thôi nha. Rồi, cây trên đầu của em nữa là ba cây, ai lấy comment liền cho em nha. 1706 kèm theo số điện thoại, em chết chị Minh Vân Nguyễn 1706 rồi nha. Em chết cho Nghĩa Trương một cây luôn, 1706 cho Nghĩa Trương, 350 một cây, 1706 luôn nha. Nghĩa Trương ơi, em chết cho anh rồi nha. Có kính màu trà không em? Dạ có kính màu trà luôn, để em lên kính màu trà mà dòng cao cấp hay là dòng tầm trung nè anh Kiển ơi. Rồi, Vương Nguyễn gửi qua Mỹ giùm nhìn nha bạn. Không có Vương Nguyễn ơi, em không có gửi qua Mỹ được rồi. Em đâu có gửi qua Mỹ được đâu, em chỉ gửi trong Việt Nam thôi hả. Tiếc quá trời quá đất luôn. Hay là Vương Nguyễn ơi, Vương Nguyễn có ai bên Việt Nam không? Em sẽ ship bên Việt Nam, rồi khi nào có dịp thì chị gửi về bên đó nha. Tại bên em không có ship vào bên nước ngoài được. Rồi, mọi người ơi, cái cây 1706 này em còn duy nhất hai cây, ai lấy thì mọi người comment nhanh nhanh cho em luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Ok, Út Cưng, chị túc chốt cho Út Cưng một cây 1706 luôn. Rồi, 1706 em còn đúng một cây duy nhất luôn nha, 1706 cho Út Cưng luôn nè. Rồi, khi nào có hàng vậy chị? À, 3 ngày là sẽ có hàng em nha, ngày mai chị sẽ giao là 3 ngày có hàng. Hello anh Đức Lương nè. Em á hả, em ăn nãy rồi, em ăn cơm sườn nó nắp no nê rồi. Cảm ơn Tấn Hoài. Rồi mọi người ơi, bây giờ em sẽ lên mẫu kính khác cho mọi người coi nữa. Cái cây này nè, 1706 còn một cây duy nhất, ai lấy hốt cho em luôn nha, rất là đẹp luôn nha đó. Thấy đẹp chưa ạ? Rồi, đó, tuyệt vời luôn nha. Chốt cho Mai Lâm một cây. Ok, Mai Lâm rồi, cây này hết luôn mọi người nha. Chốt cho Mai Lâm một cây luôn nè. Là hết cái mẫu 1706 luôn nha. Mai Lâm một cây, ok Mai Lâm. Một cặp kính dưới nha, đồng kính dưới làm gì bán hả sao nội. Rồi, em lên kính khác cho mọi người coi. À, ê, em lấy cái mẫu này em share cho mọi người nha. Share với lá sóc luôn nè. Cái kính này là phong Hàn Quốc nè, nó dễ thương lắm mà nó còn gọng dẻo nữa, dễ mang lắm nha, đi hàng ngày cũng được luôn. Em xem cái kính này là cho mọi người dùng đi hàng ngày vì nó có chống tiêu UV chuẩn lắm, mà nó còn đi đêm được nữa, với cái tròng của nó sáng như là mang như không mang vậy đó, nó sáng chân à. Ở đây có một cái cục titan hình tam giác ở đây cho mọi người, không bong không tróc không chét không xét không gỉ luôn nha. Gọng này là gọng dẻo luôn mọi người nha. Rồi, em đưa lên cho mọi người coi nè. Wow, đẹp chưa? Đó, kính đổi màu không, chỉ có kính đổi màu luôn. Thanh Tùng ơi, chỉ có kính đổi màu. Mã kính này 1201.
400k một cây là 1201 form Hàn Quốc nha. Ở đây nó có cách điệu mọi người thấy không? Cách một khúc như thế này nè. Mẫu nam giá bao nhiêu vậy? Dạ, mẫu nam trên đầu của em đang mang giá hả? Giá cổ kính này, mẫu nam này là 149.000 một cây. Còn hàng cao cấp là trên đầu của em đang mang nha, 350 một cây là kính trên đầu của em. Còn kính này 149.000 một cây. Cái kính này em đang mang 1201 xe cho mọi người. 99k nha. 1201 99k bất ngờ chưa? Xe cho mọi người coi như là chính là bán mà coi như là tặng cho mọi người luôn đó. 1201 em quay cho mọi người coi. Cái kính này mang lên cực kỳ mũi cao luôn. Đơn giản nhưng mà quá trời quá đất sang, mọi người thấy chưa? Đi ngày đi đêm được luôn, chống gió chống bụi cực kỳ cao, chống hơi nước cho mọi người luôn. Mã kính này 1201 nha. 99k một cây. Ai lấy mọi người comment thiệt là nhanh cho em. 1201 em còn duy nhất cỡ tầm 7 cây thôi. Không, cỡ tầm 5 cây thôi à. Rồi, 1201 kèm số điện thoại liền cho em luôn nha. Chắc cho chị Nga Bùi một cây 1201. Ok, chị Nga Bùi luôn ạ. Nga Bùi một cây 1201 luôn nha. Rồi, còn ai lấy 1201 tranh thủ comment liền cho em luôn. Chắc cho Trần Duy một cây 1201. Ok, anh Trần Duy luôn nha. Em chốt cho Sơn Trình tiếp tục một cây. Anh Sơn Trình ơi, hai cây nãy giờ là anh sẽ mà được free ship và mua một cây là được free ship nha. Sơn Trình một cây 1021, 99.000 một cây ship tận nhà cho mọi người. Được bảo hành 3 tháng luôn. Kính nào bên em cũng bảo hành 3 tháng hết. Em có bán không em hả? Em bán em không đó hả? Không bán luôn. Rồi, bây giờ em qua mẫu liền cho mọi người là một cái kính nam cao cấp màu trà. Thì kính này là dòng cao cấp nhất bên em. Đó là hộp đó là kính của thuộc dòng Armani nha. Armani thì mã này là 3211, kính màu trà dòng cao cấp mọi người nhìn nha. Cái gọng của nó sáng bóng chưa? Cái càng kính ở chỗ này nè. Sáng bóng tuyệt vời luôn nha, rống cực kỳ luôn. Em quay cho mọi người coi đó. Có chữ Armani ở đây của cái càng kính luôn nha. 1201 mấy màu em. Dạ 1201 một màu duy nhất luôn. Vũ Phạm Anh ơi, ngầu lắm. Mang lên đơn giản nhưng mà sang lắm, có 99.000 một cây, được bảo hành 3 tháng, được kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán. Nếu mình đang coi kính rồi thấy ưng thì trả tiền, còn không ưng thì trả lại cho shipper nha. Tiền ship 30k nội thành, ngoại thành 30k, nội thành là 20k. Mẫu kính này 1201, 99.000 một cây, có hộp cho mọi người luôn, có hộp có khăn đầy đủ. Rồi mọi người nhìn nha, con mã kính này là 3211, cái tròng này nó màu trà, bên trong có trán phản quang màu xanh cho mọi người, rất là đẹp. Ở đây con ve có logo Armani cho mọi người. Rồi mở ra mở vô được không ta? Rồi em mang cho mọi người coi nha. Mẫu kính này nam mang lớp rất là ngầu. Kính này em có lấy về cho nhà em, cho anh trai của em với ba của em một cây. Một cây màu trà, cây màu đen rất là đẹp. Đây có màu đen nữa cho mọi người coi. Màu đen thì trán phản quang xanh thấy rõ hơn ha. Đó là màu đen. Đây 450 một cây nha, giá gốc trên shop 900k, giá xe trên livestream 450. Ai lấy mẫu này mọi người comment cho em liền luôn là 3211 kèm theo số điện thoại. Có chữ Armani ở đây cho mọi người thấy chưa ạ? Cái form này là form cong, mọi người thấy nó cong dòng như vậy không? Cho nên nó sẽ ôm sát mặt của mình luôn. Ôm sát mặt không chống chống gió, chống bụi cực kỳ cao luôn. Mua mấy cái mà miễn phí ship dẹp. Dạ Vũ Phạm Anh ơi, mua 3 cái được miễn phí ship. Hoặc là mua hóa đơn mà trên 500.000 em sẽ miễn phí ship cho anh luôn. Hoặc là 499.000 cũng miễn phí ship luôn nha. Rồi, mã kính này ai lấy comment liền cho em nha. 3211 kèm theo số điện thoại rất là sang chảnh cho cái dòng kính Armani này luôn. Em mang màu đen cho mọi người coi cái độ ngầu của nó nha. Rồi em khô cổ họng luôn, em khát nước rồi. Khát nước quá. Rồi, mã kính này 3211. Anh Vũ Phạm Anh ơi, anh lấy anh comment nha. Phúc Đào Minh ơi, bán em là bán cái gì? Anh ơi, anh có lấy cái này thì anh comment cho em là 3211 kèm theo số điện thoại để em chốt kính này cho mọi người liền luôn nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ mọi người còn thích coi cái mẫu kính như thế nào được không? Để em lấy cho mọi người coi. Còn bây giờ thì em sẽ giải quyết mini game nha. Nãy giờ chưa có ai đoán trúng mini game hết trơn á. Câu đố của em ngày hôm nay mà dành tặng cho mọi người đó là: ở trong nước mà không bị ướt là cái gì? Là gì mọi người? Ở trong nước mà không bị ướt là gì? Gửi cho mọi người đáp án có 3 từ luôn nha. Mệt á, thở. Đáp án có 3 từ, mọi người comment liền cho em luôn nha. Ở trong nước mà không bị ướt là gì mọi người ơi? Là ai đây? Ở trong nước mà không bị ướt là ai đó mọi người? Bây giờ gửi cho mọi người nó là ai nha. Rồi, đáp án có 3 từ mọi người ơi, ở trong nước mà không bị ướt đó là ai? Mọi người comment liền cho em. Kèm theo đó là chia sẻ livestream cho em vào hội nhóm 10 lần và chia sẻ về trang cá nhân 1 lần, chụp màn hình lại khi nào mình trúng, gửi cho fanpage liền luôn để fanpage kiểm tra nha. Rồi, ở trong nước mà không bị ướt là ai? Mọi người comment liền cho em đi, là gì đây? Rồi, bây giờ gửi cho mọi người đáp án có 3 từ luôn nha. Mọi người tranh thủ comment liền cho em nè. Ủa mọi người ơi, sao em bị thấy đứng comment rồi ta? Không biết mọi người có thấy em không ta? Em thấy bị đứng comment mất tiêu rồi kìa.
Sao giờ con đố lên mà không thấy ai comment là sao vậy? Mọi người đó trơn rồi, em thấy mọi người còn đang xem em mà. Ủa bị đứng comment hay sao vậy? Ồ chị thấy Quân Quang Huyền các bạn chạy rồi nè. Thấy ai nữa đây à? Huẩn Phương, em không biết Huẩn Phương, thấy Nguyễn Hiếu rồi nè. Đời chơi giấy đẹp chứ Nguyễn Hiếu nè. Chị chúc thấy, à thấy Nguyễn Hiếu rồi nghe. Rồi ai nữa đấy hả? Thấy ai đây? Thấy quá trời mọi người luôn nè mà. Ai comment của em thì em mới biết được chứ. Tàu ngầm là sai luôn, khó quá Nguyệt Tâm Nguyễn ơi, khó quá hả? Rồi nếu như mọi người không có đáp án thì thôi, em sẽ bỏ qua mini game luôn nha. Nãy giờ chưa có ai comment đáp án hết trơn á, không có ai comment lên cái câu trả lời hết thì làm sao mà em công bố được bây giờ. Thấy comment, thấy tiên phạm này, còn nãy giờ em không thấy comment của ai hết trơn á. Em mới thấy comment là bán em. Rồi im tới bây giờ luôn rồi, khó quá, tàu ngầm là không đúng rồi Ngọc Minh ơi. Rồi cái bóng là sai luôn. Mọi người ơi, nếu như không có ai trả lời mini game thì thôi em sẽ dẹp mini game nha. Là không có tặng kính đâu đó nha, hơi bị tiếc luôn đó. Vì hôm nay có tặng kính cho mọi người không lấy đó nha. Rồi mọi người comment cho em thiệt là nhiều đáp án nha. Rồi sau đó em thấy mọi người comment nhiều rồi thì em mới lướt comment được, em mới công bố đáp án được. Còn bây giờ chưa thấy ai comment có nghĩa là mọi người không có chơi mini game phải không ta? Mọi người ơi, mọi người có thích chơi mini game không? Xem không thấy ai comment chơi mini game hết trơn nè. Mọi người ơi, mọi người đã mất tiêu rồi, mọi người comment lên cho em thấy mọi người đi. Nếu như mà nữ trúng kính thì sẽ được tặng kính này màu hồng đó. Còn nếu như nữ thích kính màu vàng này thì được comment chọn màu vàng, cho chọn hai màu là màu vàng với lại màu hồng. Thích màu nào comment cái đó. Hồ Phước ơi, cái bóng là sai luôn nha. Em thấy hiện tại gửi đi chị. Tiên Phạm ơi, em chưa có comment đáp án mà sao chị gửi cho em được? Em phải comment đáp án thiệt là nhiều thì chị mới gửi được chứ. Hình như mọi người không có chơi hay sao nhở? Mọi người không comment đáp án luôn á. Trên bản đồ là sai rồi, Hữu Sang ơi, Hữu Sang Hữu Phước kìa, hello hai anh luôn nha. Rồi mọi người ơi, hiện tại thì bây giờ em không thấy ai comment hết. Mọi người comment rất là ít cho nên thì bây giờ em sẽ kết thúc mini game luôn hả? Hello Trường Lê, Tàu Ngầm, Thái Minh, Châu Ngọc Hân rồi nha. Tàu Ngầm là sai rồi, là ai mọi người ơi, có bán kính nam không? Dạ có bán kính nam luôn, Phúc Ba ơi. Em có bán kính nam nha, đây em dơ lên cho anh con cái cây kính nam này giá thì tầm trung thôi. 149.000 một cây, giá 400 sale còn 149.000 một cây màu đen như vậy. Mã của nó là 8301 màu đen như vậy, rất là đẹp luôn đó. Anh lấy kính này không ạ? Kính này dành cho cả nam cả nữ luôn, mang rất là ngầu luôn nha. Màu đen 8301. Cái bóng chứ cái gì sai rồi, tàu ngầm là sai, nước trên bản đồ là sai luôn. Rồi bây giờ nha, nãy giờ em thấy ai có comment nhiều nè thì em sẽ chọn ra người đó, ok chưa? Ok nha, em thấy ai comment nhiều nhất là em sẽ chọn ra người đó ha, mọi người chịu không? Rồi bây giờ nè, cái kính này em đang mang mã là 8301. Anh ơi, anh có lấy thì anh comment cho tốt cái mã kính này nha. 8301, 149.000 một cây, kèm số điện thoại cho em nha. Chống tiêu V chuẩn 400, trồng này là trồng thủy tinh hữu cơ, không phải trồng nhựa, không phải là trồng meca. Rồi, nãy giờ là chắc chị thấy là Hữu Phước nè, Tiên Phạm nè, Hữu Sang nè, ai nữa ta? Rồi Ngọc Minh là ba người comment nhiều nhất. Rồi, bây giờ thì em sẽ chỉ cho là ba người đó được comment đáp án thôi nha. Người ở trong tàu ngầm là sao rồi anh Hữu Phước ơi? Rồi, em đọc tên lại nha. Hữu Phước nè, hello Hiền cháu của chị Tâm luôn. Hữu Phước nha. Rồi ai đây ạ? Tiên Phạm nè. Rồi Hữu Sang, Hữu Phước, Hữu Sang, Tiên Phạm, Ngọc Minh là bốn người được comment đáp án mọi người ha. Chỉ tính bốn bạn này thôi, tại vì bây giờ có bốn bạn này ngồi chơi mini game thôi. Bây giờ nếu như em công bố mà nhiều người comment quá rồi bất công cho ba bạn này lắm luôn, được không ạ? À? Cho nên bốn người thôi nha, Hữu Sước, Hữu Sang, Tiền Minh và bạn gì đó nha. Ok chưa? Tại vì mọi người không có comment nhiều cho nên em không tính nha. Rồi bây giờ em bóc đáp án và em ba bốn người đó comment cho em đáp án liền luôn đi ha. Dạ, tiệm em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10. Rồi, đáp án là Thủy Thủ Đoàn mọi người nha. Rồi, bốn bạn em vừa đọc tên mọi người comment cho em lần lượt đi ạ. À. Em sẽ chọn ra một trong bốn bạn đó thôi, được không ạ? À? Tại nãy giờ không ai chơi mini game hết á. Mọi người cứ đợi em công bố đáp án rồi mọi người mới comment, như vậy là không công bằng nha. Rồi ok, Hữu Sang comment cho em là Thủy Thủ Đàn, Hữu Phước comment Thủy Thủ Đàn cho em nha. Rồi Tiên Phạm với lại bạn Ngọc Minh, đó bốn người đó comment cho em là Thủy Thủ Đàn để em lướt comment. Còn những người còn lại là không tính mọi người ha, ok nha. Rồi Thủy Thủ Đàn, Thủy Thủ Đàn comment liền cho em luôn nha. Nãy giờ em giơ lên mà không có ai comment trả lời hết trơn á. Cứ đợi đáp án ra mới comment là em không tính được đâu, được không ạ? À? Rồi chị Minh Trân Ngọc Hân ơi, chị không có được tính đâu. Tại vì Hiền Cháu ơi cũng không được comment luôn, không được tính luôn. Chỉ có bốn người hồi nãy giờ comment nó nhiều nhiều á thì em mới tính mini game thôi nha. Rồi Hữu Sang, Hữu Phước, Tiền Minh, Tiến Minh gì đó với lại Tiên Phạm comment cho chút đi nè. Ok nha, Thủy Thủ Đàn cho bốn người thôi, ok chưa ạ? Rồi bốn người đó comment cho chút liền luôn. Bây giờ chút sẽ lướt comment để chọn ra người may mắn liền luôn ha. Thủy Thủ Đàn, Thủy Thủ Đàn, nhớ nha, có chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai, chia sẻ vào hội nhóm cho tốt tốt liền luôn.
anh Minh đâu mất tiêu rồi ta. Rồi bây giờ lướt liền. À Hổ Sang ơi, Hổ Sang mà comment thêm thiệt là nhiều thì mới trúng nha. Comment ít là sẽ không trúng được đâu, vì bây giờ là em lướt đó nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Người cuối cùng là người xin gì nè, bà xin gì bà comment là chứ nước không tính nè, không đứt luôn, không tính luôn nha. Em đã được tặng kính đâu chị. Nhưng mà Minh Châu Ngọc Hân ơi, nãy giờ giơ câu đố lên mà không có chịu comment gì hết trơn á. Không chịu comment trả lời câu đố gì hết trơn, cứ đợi câu đố ra rồi mới comment, nó thấy là không được nha. Phải là comment nãy giờ mới được nha. Rồi tiếp tục nha, ok nè. 10, đây là 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây hả? Rồi, ở giữa không tính ai hết trơn nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây hả? Đây nha. Hữu Phước hay Hữu Sang? Ok, Hữu Phước nha. Rồi, Hữu Phước là người trúng mini game của Túc Túc luôn. Vì Hữu Phước nãy giờ là người đoán nhiều quá trời luôn nè. Người đoán nhiều thì tích cực comment luôn mọi người nha. Ok, Hữu Phước. Còn những ai mà ngồi đợi em công bố đáp án là mới comment đáp án, mà nãy giờ không có tham gia mini game là không được tính đâu nha mọi người nha. Chỉ có những ai nãy giờ ngồi đoán comment thì em mới tính nha. Rồi, ok, Hữu Phước ơi. Hữu Phước comment cho chút là trúng thưởng kèm theo số điện thoại liền luôn Hữu Phước nha. Hữu Phước ơi, nhớ chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai vài phút trước, còn nếu như mà anh trúng vừa trúng mà anh chia sẻ vừa xong là em không tính đâu nha. Phải chia sẻ livestream vài phút trước khi em công bố đáp án, chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai và chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em luôn nha. Không có chia sẻ là không có tính đâu á. Rồi bây giờ mọi người nha, đây em sẽ công bố luôn người chia sẻ livestream cho em nhiều nhất là anh gì đây, Nguyễn Văn Thanh là người chia sẻ livestream cho TikTok nhiều nhất, mọi người thấy chưa? Nguyễn Văn Thanh mọi người nha. Ok Thanh nha. Rồi Nguyễn Văn Thanh là người chia sẻ livestream nhiều nhất. Nguyễn Văn Thanh sẽ được trúng cái kính là 8503 mà nãy giờ Trúc để trên đầu nè. Nguyễn Văn Thanh inbox cho fanpage nói là trúng thưởng giải xe nhiều nhất luôn nha. Em trúng game 2 lần mà chưa được tặng kính là sao? Là sao Lâm ơi? Minh Châu Ngọc Hân có chia sẻ livestream chưa nè? Lâm, Minh Châu Ngọc Hân kìa Lâm, coi cho chị đi. Trúng là nào? Ai biết, con vô cái Zalo con coi có chia sẻ livestream chưa? Mấy cái hình chụp lại á. Ừ. Cho coi đi. Sao chừng là phải để thấy tặng lần nào ai để em coi. Minh Châu Ngọc Hân, ok Minh Châu Ngọc Hân nghe. Rồi Minh Châu Ngọc Hân ơi, em nhắn tin Facebook cho chị Trúc đi nha. Lộn, em nhắn tin Facebook cho mắt kính Ellie đi, mắt kính Ellie sẽ trả lời em nha. Buồn ghê, sẽ mà là chúng tiên phạm luôn rồi đó. Vải dày không được rồi. Rồi bye bye mọi người nhiều nha. Có chứ chị, có chia sẻ livestream Minh Châu Ngọc Hân ơi, để Facebook nè, để Long nhắn tin cho Long đi, Long sẽ trả lời cho em nha, nhắn tin cho fanpage đi. Rồi bây giờ thì tôi xin phép là bye bye mọi người luôn nha. Bye bye mọi người.